Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Hôm nay sáng thứ năm, Bắc Mỹ Mountain Time. Lâm Minh có theo dõi tin tức cũng như trên cộng đồng mạng thấy có rất nhiều những cái sự việc mà sáng hôm nay Lâm Minh muốn like. Mình cũng ngồi xem nhìn thấy rất là trằn trọc, băn khoăn, cũng hướng về với quê hương trong cái cơn đại dịch COVID. Cầu mong cho đất nước sớm trải qua cái cơn đại dịch. Điều mà Lợi Minh thấy buồn và đáng tiếc là những cái mà sự việc xảy ra trong nước hiện nay, mà khi nhìn thấy những người dân cũng như những cái đoàn thể, những cái trung tâm cơ quan nhà nước, họ chung tay cùng người dân để chống dịch, chia sẻ những cái khó khăn trong cái cơn đại dịch, mà mình chia sẻ những cái điều đó ra các cộng đồng mạng cũng như trên các đấu trường cũng như trong Facebook của Lợi Minh, thì mình cảm thấy buồn một cái là rất rất nhiều anh chị em các bạn ở trong nước, cũng có người là những bạn bè trong danh sách của Lợi Minh, than phiền rằng là những cái món hàng cứu trợ đó có đến tay người dân không. Mình cảm thấy hơi bị sốc và giật mình khi nhìn thấy tại sao trong những lúc khó khăn hoạn nạn, con người chúng ta đâu phải sống là chỉ để ăn không đâu anh chị các bạn. Mình ăn là để sống. Ngay cả tôi thấy có những người lấy những tấm hình đại diện cờ đỏ mà lên nói rằng những con cá ở miền Trung cứu trợ sẽ đi vào trong siêu thị, không biết có tới tay người dân hay đến tay người này người nọ. Chàng ơi, anh chị các bạn, trong lúc hoạn nạn khó khăn, thực phẩm được chung tay quyên góp với nhau. Tôi không nghĩ rằng ở Việt Nam những cái cơ quan nhà nước họ 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 tệ hại đến độ mà lấy những cái đồ cứu trợ đem vô trong siêu thị bán lại cho người dân. Tôi không tin là như vậy. Tại vì hoàn cảnh đất nước hiện nay nó rất là khác biệt với những cái năm tháng mà đất nước khó khăn của những năm 77, 78, 79. Và trong cái thời kỳ mà Việt Nam bị cấm vận, không có thực phẩm, thức ăn thế này thế nọ, nó thiếu thốn. Bây giờ Việt Nam tràn giang đại hải, đồ ăn, đồ uống khắp mọi nơi hết. Mà chẳng lẽ nào mà cơ quan nhà nước lại đem mấy cái chuyện mà thực phẩm đem vô siêu thị bán lại cho người dân. Trời ơi, tôi không ngờ luôn á. Tôi nói thiệt với anh chị các bạn, họ chụp hình chụp ảnh, họ tự động họ suy diễn ra, họ nghĩ rằng những cái món đồ ăn đó đem vào trong siêu thị bán lại người dân. Tôi ngồi tôi hơi bị choáng, tôi nói sao mà lại có những cái người họ suy nghĩ ra được những cái điều như vậy. Họ suy nghĩ một cách rất là lạ thường, bởi vì các bạn biết những cái siêu thị ở Việt Nam đâu phải là của chính phủ đâu. Những cái siêu thị đó là của tư nhân mà người ta bán buôn, người ta bảo hành bảo quản thực phẩm, đâu phải là đồ muốn xuất vô siêu thị là xuất đâu, muốn nhập vô siêu thị là nhập đâu. Chàng ơi, tại sao mà lại có những người như vậy? Trong lúc mà cơn đại dịch, mình chung tay nhau mà cùng nhau để đặng mà vượt qua chứ. Tôi không hiểu nổi trên các đấu trường và ngay cả trong những cái người mà kết bạn với tôi trong cái danh sách, tôi cảm thấy nó làm sao đi đó, làm tôi sực nhớ lại cái thời kỳ mà đất nước khó khăn nhất. Các bạn biết năm 77, 78 khi Việt Nam mình vừa chống chọi với cái cuộc chiến ở phương phương Bắc và Campuchia, tình hình Campuchia bất ổn rồi mọi thứ hết, mà đất nước gồng gánh rồi cơn đại dịch, cơn đại nạn, xin lỗi, cơn đại nạn lũ lụt ở khu vực miền Nam. Các bạn biết đồng bằng Nam Bộ là vựa thóc của cả đất đất nước, tài nguyên
nông nghiệp của đất nước bị tàn phá. Ở cái thời đó tôi nhớ tới nỗi mà ăn khoai lang độn, ăn rau muống, rau lang, cái gì ăn được là cứ ăn thôi. Nó khổ mà người dân phải chinh chiến, chống chọi với lại cuộc chiến ở phương Bắc và trong Nam, ở trong và cuộc chiến Campuchia đó, rất là khủng khiếp để vượt qua. Mà ngày hôm nay khi cơn đại dịch lại có những người họ suy nghĩ ra, các bạn biết họ suy nghĩ như vậy, mà cái tụi mà xuyên tạc chống phá chống cộng ở hải ngoại nó sử dụng những cái điều đó, nó bày vẽ ra. Tôi thấy rất là đau lòng, phải nói là tôi ngồi ở bên đất Mỹ nên mà tôi thấy rất là đau lòng. Tại sao mà lại có những người họ lại suy nghĩ như vậy? Các bạn biết cũng có những người trong lúc đại dịch này họ không có công ăn việc làm, họ đòi hỏi cái này cái nọ, tôi phải giải thích chứ, họ coi nó khô cả cổ vậy mà họ không chịu hiểu, mà chỉ muốn làm sao chính phủ phải làm cái này làm cho họ. Tôi nói chàng ơi, tại sao mà người Việt Nam của mình lại ra cái nông nổi như vậy? Đúng lý ra ngày hôm nay mình đã có của ăn của dư của thừa của để rồi, khi mà đất nước khó khăn thì chung tay nhau chứ, mà lên mạng mà từ cái miếng ăn con cá củ phai rau quả mọi thứ hết lại than phiền trách móc tại sao những cái đồ đó có đến tay tôi không, thế này thế nọ. Mèn ơi, tôi thấy ở trong nước những người mà họ có tấm lòng, họ tìm đủ mọi cách, họ làm từ thiện, họ phân phát từ rau củ quả gạo thóc mọi thứ hết để chung tay nhau mà chống qua cái cơn đại dịch. Các bạn biết, các bạn đang ở trong đất nước Việt Nam hiện nay, các bạn rất là may mắn. Tôi nói anh chị các bạn rất là may mắn. Để tôi cho anh chị các bạn xem ở trên cái đất Mỹ, trong cái cơn đại dịch mà những cái người dân Mỹ họ phải gánh chịu. Các bạn thấy đây là thành phố ở bên Cali, Los Angeles. Những người dân Mỹ họ phải sống trong cái mùa cơn đại dịch vô cùng trăm bề vất vả. Ngay cả ngôi nhà ở, điện nước họ cũng không có. Tôi nói trên không gian mạng này có những người than phiền đến nỗi chính phủ phải 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 hạ đòi chính phủ phải hạ giá điện, hạ giá xăng dầu. Chàng ơi, tôi nói cái nền kinh tế thị trường định hướng Việt Nam đâu phải là, các bạn biết xăng dầu điện nước nó mang tính cách gọi là chiến lược của quốc gia, đâu phải là muốn hạ giá là hạ giá, muốn tăng giá là tăng giá. Các bạn biết nó làm khủng hoảng cái nền kinh tế chứ không phải giỡn đâu. Trong lúc đại dịch của nước Mỹ, vật giá Mỹ nó leo thang lên tới từ 2.8% lên tới 516%, mà hàng chính phủ Mỹ nó vẫn làm ngơ, bọn chính trị gia Mỹ nó vẫn ngồi nhà mát ăn bát vàng. Các bạn biết xăng hồi lúc mà chưa bắt đầu mà vô đại dịch đó, có khoảng 2 đô la một ga lông thôi, mà bữa nay các bạn biết nó tăng lên, mấy hôm nay nó tăng lên mấy chục xu rồi đó, bữa nay nó đã tăng lên có nơi 3 đồng mấy 4 đồng mấy, kinh khủng lắm. Mà bọn chính trị gia Mỹ nó vẫn ngồi đó, nó đấu đá, nó tranh giành quyền lực với nhau. Các bạn thấy những người dân họ sống, những người đời sống cơ cực ở trên đất Mỹ, những người mà dân vô gia cư họ họ sống trong nỗi đau và khốn khổ. Trời ơi, đi ra khỏi nước Mỹ nhiều người trời nắng, tôi nói các bạn tiểu bang tôi mùa này là mùa nóng, mà đi ra mấy góc đường những người họ dân họ họ khốn khổ vất vả trăm bề mà có ai lo cho họ đâu. Hằng chính phủ nó cũng, tụi bay đói thì xuống kia tao cho tụi bay ăn thôi, nó có xây những cái khu nhà tập thể đó. Các bạn thấy, mà trong khi đó ở trong đất nước hiện nay tôi thấy có nhiều người tôi không hiểu họ nghĩ sao nữa. Trời ơi,
chung tay nhau mà đẩy lùi dịch để đặng mà ổn định cái cuộc sống chứ 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 đâu phải lên mạng mà lại kêu kêu riêu vấn đề mà thực phẩm đồ ăn uống, họ nghĩ ra làm sao những cái tôi nói các bạn, những chuyến xe mà cứu trợ rau quả ở trên Đà Lạt đi xuống, họ suy nghĩ làm sao mà đến nỗi mà họ nói rằng cái những cái đồ ăn đó không biết có tới tay tôi không, có tới tay tôi không được nữa, có được tới tay tôi không nữa, hay là tới những cán bộ, những cái nơi mà những cái người mà cơ quan nhà nước rồi đem vô siêu thị bán lại cho người dân. Chàng ơi, tôi nói tại sao mà thời buổi bây giờ cái vấn đề vật chất nó quá đầy đủ mà tại sao lại có những người là suy nghĩ như vậy? Qua cơn đại dịch rồi thì cuộc sống nó sẽ trở lại bình yên và công ăn việc làm của mình nó sẽ trở lại yên bình thôi. Người ơi, thấy rất là đau lòng. Các bạn rất là may mắn ở cái thời của tôi, vào những năm đất nước khó khăn, tôi nói chị các bạn, ước gì mà ai cho được củ khoai lang ăn là mừng chết rồi. Hồi cái thời mà đất nước khó khăn 77, 78, 79, tôi nói các bạn những năm đó là khốc khốc liệt nhất, vừa vừa đối diện với cuộc chiến chiến tranh ở Campuchia và ở phương Bắc, vừa phải đối diện với lại thiếu lương thực trầm trọng, rồi cơn đại dịch, ô bên xin lỗi nói lộn nữa, cơn đại nạn lụt, các bạn biết năm đó hả, phá toàn bộ cái vùng đồng bằng Nam Bộ, lụt ngập rồi lúa hoa màu chết, rồi bọn Mỹ với phương Tây nó chơi cấm vận Việt Nam, các bạn thấy te tua luôn, ăn mà tới nỗi mà ra ngoài ruộng ngoài đồng bắt được cái gì là ăn cái đó, cái gì cái nỗi mà cái chuối mà các bạn biết ăn không còn chừa cái gì bỏ luôn, cây dừa mà nó người ta ăn, người ta xài, người ta sử dụng nó bằng đủ mọi hình thức hết. Ngàn ơi, con cá, con cua, con ốc, con cái gì mà con cái gì mà bắt được là cứ ăn thôi, cứ mắm nước mắm khô quẹt mà ngồi nói cho vui vui cái thời đó là ăn thịt cọp á. Tại các bạn biết cá kho quẹt mà kho khô á, chào anh Cầm, chào anh chị các bạn trong diễn đàn, kho khô á, rồi cái quẹt quẹt cái đó, cọp cọp cái gọi là ăn thịt cọp. Các bạn biết nói đặng cho nó đỡ đỡ thèm, đang ăn cho nó ngon. Ôi trời ơi, bây giờ các bạn thấy mùa đại dịch này, ăn uống đồ ăn thức ăn người ta đem tới chỗ tràn cổ họng luôn, mình chỉ ở nhà trong vòng 1 tháng 2 tuần hay gì đó để cho nó qua cơn dịch, cùng chung nhau xây dựng đất nước. Chứ cái kiểu mà các bạn nghĩ đi, mà lên mạng mà tôi thấy, tôi không ngờ luôn á, tôi thấy tôi hơi bị, tôi bị sốc, tôi thấy khủng khiếp thiệt. Tại sao mà lại có những người họ suy nghĩ như vậy chứ? Chàng ơi, đồ ăn ở Việt Nam bây giờ hả, tôi nói ra ruộng ra đồng hả, mà cá rồi rồi sông đồ ăn không hết, ra đó giải chài ngồi câu, nhà mà có giường tược, nhà ai mà bây giờ những người mà làm nông là bây giờ họ mới cảm thấy hạnh phúc, họ cảm thấy cuộc sống của họ rất là thoải mái, bởi vì bây giờ họ đâu có, họ tự cung tự cầu và tự cấp. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ trăm bề vất vả, trong những cơn đại dịch họ phải đi moi thùng rác, họ phải sống vỉa hè trong những cái thành phố nguy nga tráng lệ, và người dân Mỹ hiện giờ họ đang sống, chàng ơi khốn khổ. Trong đó tôi nói cho luôn, có những người Việt Nam họ sống trăm bề vất vả, trong nước Mỹ thì nhìn phồn hoa đô thị, chính phủ nó tung tiền giống như là quăng qua cửa sổ, giống như là không tiếc vậy. Còn trong khi đó những người dân, các bạn thấy đấy, màng ơi, mà các bạn có được một đất nước mọi người đang chống dịch, đang tham gia. Hôm nay tôi nghe là cái có trận mưa lớn, các bạn biết mấy hôm rồi tôi cũng cầu trời cho vài trận mưa lớn thật là lớn, mưa mưa thật là nhiều, tại vì các bạn biết
đang dịch Covid này đó, mưa nóng mà mưa xuống như vậy, trời mưa nhiều như vậy rất là tốt. Đúng là ơn trời, phải nói là mưa càng nhiều càng tốt để đặng mà giúp những người chống dịch không có bị nóng, không có bị khó khăn nhiều. Mặc dù trời mưa nhưng mà dù sao nó đỡ hơn cái nóng nha anh chị các bạn. Với lại mưa như vậy đó, nó sẽ làm sạch thành phố, cây xanh nó sẽ tươi lên, nó sẽ hấp thụ những cái khí độc, và nó sẽ làm cho đường xá sạch sẽ, nó sẽ đẩy những cái dơ bẩn ra ngoài biển hết. Rất là tốt, phải nói là cần vài trận mưa lớn như vậy. Phải nói là rất là mừng. Chỉ mong rằng đất nước sớm qua cái cơn đại dịch bọn đang bùng phát. Mà tôi thấy thì tại vì các bạn không sống ở trong một cái trung tâm ổ dịch lớn nhất thế giới, các bạn không có đồng cảm được. Còn đất nước mới vừa xảy ra thì nhiều người lại hoang mang, lên mạng thì than than trách đủ thứ đủ kiểu hết. Tôi cảm thấy chàng ơi, hãy chung tay nhau với lại chính phủ để đặng mà vượt qua đại dịch. Các bạn đâu có đói đến nỗi mà phải 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 lên mạng mà khóc lóc, với lại trong mấy cái đấu trường của tụi chống cộng, nào là rau quả cá rồi đồ ăn Việt Nam, đâu có đến nỗi mà thiếu hụt dữ dội vậy. Tại vì một số những người họ hoang mang rồi họ đi mua đồ ăn, rồi họ sợ hãi, nó làm cho cái thị trường thực phẩm nó xáo trộn một chút thôi. Nếu mà mỗi người ai cũng bình tĩnh mà cùng chung tay nhau mà chống dịch thì nó sẽ yên ổn thôi. Đó là vì, bởi vì do vấn đề ý thức và cái tâm lý chung. Đất Mỹ nó cũng vậy thôi anh chị các bạn. Hồi lúc mà cơn đại dịch vừa bùng phát thôi, tới nỗi mà giấy giấy đi cầu vệ sinh những cái siêu thị lớn nhất của Mỹ nó vô đó, nó mua rồi nó tràn lan những cái siêu thị, nó mua thực phẩm rồi đó, nó giành giật nhau. Tại vì cái một số những người dân họ vô ý thức và họ họ hoang mang, họ không hiểu. Đại đa số là những tầng lớp mà họ không có tiếp cận được những cái thông tin đa chiều làm cho họ hoang mang. Chỉ vậy thôi, thôi thì Lệ Minh ngừng like ở đây và chúc anh chị các bạn ở quê nhà cùng chung tay với lại chính phủ vượt qua cơn đại dịch. Tôi tin rằng trong vòng 2 tuần hoặc là 4 tuần lễ là Việt Nam sẽ bình yên trở lại. Hiện nay mặc dù có những cái sự khó khăn trước mắt nhưng mà sẽ vượt qua với cái cách chống dịch của Việt Nam rất là triệt để, đến nơi đến chốn, chứ không phải giống như Mỹ nó lèn èn hồn ai nó giữ. Tụi bay cứ chết, thằng nào tiêm thuốc thì thằng đó sẽ sống, thằng nào không tiêm thuốc thì thuốc ngừa thì chờ đó mà mua cái hòm mua cái hay là chờ chết thôi. Nó vậy thôi, xã hội Mỹ nó như vậy. Các bạn thấy những người nghèo khổ và cuộc sống vất vả còn chậm bề, trong khi đó ở Việt Nam các bạn có được một chính phủ và những người dân họ họ có những cái tấm lòng nhân ái, họ họ đem ngay cả con heo, ngay cả tôi thấy trái ủ hoa rồi hoa màu mà họ trồng được, những cái thực phẩm thì những người dân ở miền 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 Bắc, miền cao nguyên, khi họ thấy những người ở ở không trong Nam đang gặp hoạn nạn, họ tất tần tật tìm đủ mọi cách để gửi thực phẩm về trong Nam, thì từ từ nó cũng sẽ tới tay mình thôi. Vì khi những cái chuyến đi xa, và đâu phải các bạn nghĩ đi, những cái thực phẩm hoa màu nhất là cá thịt, nếu mà tới tay người dân còn phải xem lại cái chất lượng của nó, về vấn đề đi nó có bị ô nó có bị nhiễm độc gì không nữa. Chàng ơi, đâu phải là 7 tấn cá đâu, bô tới Việt Nam vô tới khu miền Nam phân phát là phải phân phát liền ngay lập tức đâu, nhiều khi cũng phải kiểm lại. Lỡ mà tôi nói 7 tấn cá đó mà nó có lỡ đi dọc đường mà hay là có chuyện gì rủi ro về vấn đề mà bảo vệ cái thực phẩm đó,
mà tới tay người dân, mà người dân ăn đó, thì lúc đó nó gặp sự cố, là lúc đó còn khổ nữa. Lúc đó là ông chính phủ sẽ bị chửi, lúc đó là nói là ông chính phủ cộng sản là ác độc, là đầu độc dân. Chàng ơi, tôi thấy các bạn trăm bề khốn khổ, sao mà mình không chung tay nhau mà xây dựng đất nước, hãy hãy cùng chung nhau mà đoàn kết, đừng vì cái miếng ăn mà lên mạng vào trong cái đấu trường. Tôi thấy chàng ơi, nó đau lòng, nó đau lòng dã man. Tôi thấy sao mà ra nông nổi này, Việt Nam đâu có đến nỗi mà tệ dữ vậy. Tôi thấy thức ăn thực phẩm rồi dư thừa, đâu có đến nỗi tệ vậy. Còn trong lúc đại dịch thì khó khăn, thì công ăn việc làm gián đoạn, thì những gói cứu trợ và hỗ trợ đến những người dân gặp khó khăn sẽ được cứu xét, chứ đâu phải mà cứ hạ giá điện rồi hạ giá xăng. Trời ơi, các bạn biết nó khủng hoảng kinh tế liền, chứ đâu giỡn đâu. Nó làm khủng, nó làm mà ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, chứ phải vừa đâu. Thôi thì lại mình like ở đây một lần nữa, lại mình xin chào anh chị các bạn, xin dừng like và chúc anh chị các bạn ở quê nhà sớm vượt qua cơn đại dịch này, và cùng chung nhau chống dịch hiệu quả. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn.